Xin chào tất cả các bác yêu âm thanh của Thiên Hà Audio. Hôm nay Hải Sơn sẽ giới thiệu đến cho tất cả các bác một cái cặp loa kiểm âm, nhưng hôm nay chúng ta sẽ dùng nó với một mục đích khác, đó là hát karaoke với nó. Và ngay bây giờ Hải Sơn sẽ giới thiệu về cặp loa này. Đây chính là cặp loa Tannoy Monitor Gold 8. Thực ra thì trong quá khứ, từ những cái thập niên 60 thì Tannoy đã có những cái dòng loa monitor Gold và rất là thành công. Thì đây là một cái ý tưởng để làm lại về một cái dòng loa, nhưng mà nó lại được làm với nhiều cái sự thay đổi cải tiến. Tất nhiên là về công nghệ hình thức cũng như là về cái cách sử dụng, là chúng ta có được cái loa mà tích hợp sẵn âm ly bên trong. Và vì vậy là chúng ta chỉ cần một cái pre-âm ly, tức là có khả năng điều chỉnh volume là xong. Hoặc là có thể dùng trực tiếp với những cái nguồn nhạc kỹ thuật số, những cái đầu phát kỹ thuật số mà có khả năng điều chỉnh âm lượng. Đây là một cái cách chơi mà nó đơn giản, nó giảm đi được rất là nhiều các cái bước về phối ghép mà vẫn đạt được cái hiệu quả âm thanh rất là tốt. Thì cái dòng Gold này nó có model 8 này, rồi 7 năm thì đây là model 8, là model lớn trong cái dòng đó, và nó có giá là 19.800.000 đồng cho một đôi loa. Và lưu ý đây là giá loa mà đã được tích hợp âm ly bên trong, tức là coi như 19.800 là loa cộng âm ly rồi. Và bên trong sẽ là âm ly có công suất rất là mạnh. Nó sử dụng mạch class AB mà công suất của mỗi một cái chiếc loa này lên tới là 300W. Như vậy là hai loa chúng ta có tổng công suất là lên tới 600W. Với cái mức công suất như vậy thì chúng ta có khả năng dùng loa này để làm loa kiểm âm này, đúng như tên gọi của nó, dùng làm loa nghe nhạc, và nó đảm bảo có thể phát được ở trong những cái không gian gọi là tương đối rộng, ví dụ là có thể lên tới khoảng 30m². Và chúng ta có một số các cái điều chỉnh như sau. Thứ nhất là đây là một cái cặp loa mình giới thiệu về cái củ loa nhé. Thì cái củ loa đây là dùng là công nghệ dual concentric. Thì cái này là một cái nó quá là quen thuộc rồi với các fan của Tannoy. Họ sử dụng cái kết cấu là đồng trục, tức là củ loa trung trầm là đây, là toàn bộ lớn ở phía trước. Còn ở sâu bên trong sẽ là cái loa tweeter. Thì cái loa tweeter này nó được làm bằng màng vòm titan. Sau đó họ sẽ đặt nó trong một cái ống gọi là ống tulip guide, tức là một cái ống dẫn có hình như là hoa tulip vậy, để phóng và dẫn cái âm thanh này đi xa, từ đó là mở rộng cái điểm ngọt ngồi nghe và làm tăng độ nhạy của loa tép lên rất là nhiều. Thì đây là cái cấu trúc mà đây là họ gọi là Tannoy này dual concentric transducer, tức là đây là cái loa đồng trục, và cụ thể cái loa tép là công nghệ là tulip waveguide. Đây họ ghi luôn là tulip waveguide đây, thì đấy là cái công nghệ chủ đạo. Và cái tổng công suất là 300W, nhưng thực ra là họ sử dụng cái phần mạch khuếch đại cho loa tép và loa và cái loa mid bass ở ngoài là riêng biệt luôn. Thế ở phần dưới chúng ta sẽ thấy là có một cái khoang như thế này, thì đây chính là cái khoang thoát hơi, tức là đây chính là cái khe mà nó sẽ thoát cái hơi trầm ra phía đằng trước. Vì vậy là các bác có thể đặt cái loa này sát vào tường sau luôn, cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chúng ta sẽ thấy là nó có một vài các cái sự điều chỉnh, thì cái sự điều chỉnh ở cái núm bên phải là chúng ta có thể chỉnh được cái cường độ giảm về cái giải tần số cao, nên họ viết tắt là HF -1 -2 cộng 1 + 2. Rồi còn phía bên trái là cái phần chỉnh về cái mức năng lượng âm thanh, tức là khi mà chúng ta bật hết sang bên phải là cái loa này sẽ phát ra mức âm lượng tối đa, và chúng ta sẽ kìm hãm cái âm lượng đó, chỉnh to nhỏ bằng một cái pre-âm ly, và chúng ta cũng có thể giảm đấy đi. Đó, hai bên thì đều có núm chỉnh như vậy. Và bây giờ sẽ là mặt sau của loa này, cũng rất là dễ hiểu thôi, và chúng ta sẽ có thêm một cái điều chỉnh nữa. Thì đây là mặt sau của loa, các bác sẽ cắm cái dây nguồn vào đây. Đấy, là nó cấp nguồn ở đây rồi. Ở đây chúng ta input bằng cái đường ba lăng này và một cái đường này nữa. Đấy, đường dạng jack 6 ly. Chúng ta có cái chế độ là auto standby, thì mình on lên, tức là khi nào mà có nguồn điện vào thì nó mới phát thôi. Còn khi nó thấy không có nguồn tín hiệu vào, nó sẽ tự động cho cái loa này trở về trạng thái nghỉ, sẽ tự off đi. Ở đây thì chúng ta có thể set được cái vị trí của loa này. Rồi chúng ta có thêm đường input sử dụng jack 3.5 bình thường này, monitor link chúng ta liên kết sang các loa khác. Ngoài ra có thêm một tính năng là bass adjust, tức là chúng ta sẽ điều chỉnh cái việc giảm bớt cái tiếng trầm đi tùy thuộc vào vị trí đặt loa. Ví dụ các bác đặt ở chỗ trống trải, các bác cứ để vào cái không này để cho nó phát ra tiếng trầm là tốt nhất có thể. Còn -2 là khi chúng ta đặt sát tường, -4 là khi chúng ta đặt ở góc tường, góc nhà thì nó sẽ thường bị dội, bị nhiều trầm, thì chúng ta bớt đi. Vậy thôi. Bây giờ sẽ là giới thiệu tiếp đến cái bộ mixer
và micro là một cái giải pháp để chúng ta sử dụng nghe một cái loa monitor này, nhưng mà không chỉ nghe nhạc mà thử để hát xem hát nó sẽ ra sao. Đây, ở đây Thiên Hà sẽ trang bị một cái mixer nhưng mà có giá rẻ thôi. Nó là 1.900.000 đồng Sumiko Mark 3. Thì đây là một cái mixer mà nó có rất là nhiều chức năng. Cụ thể các bác thấy ở đây nó có rất nhiều các núm vặn. Chúng ta có thể kết nối trực tiếp một cái cây guitar vào đây và có âm lượng cho đường guitar riêng này. Còn đây là hiệu chỉnh cho phần micro, gồm có phần reverb. Đấy là phần chỉnh reverb nhá. Phần echo, chỉnh vang này. Chúng ta có thể chỉnh được bass and treble của riêng cái micro và âm lượng của micro. Đấy, như vậy là chúng ta có thể cắm một cái micro có dây vào là được luôn rồi. Đây là chỉnh kênh master. Đấy. Và chúng ta chỉnh được riêng kênh music và trầm bổng bass treble cho riêng cái đường music này, rất là tiện. Ngoài ra còn một cái nữa rất là hay của cái mixer này, tuy rẻ nhưng mà nó lại hỗ trợ thêm cả đường quang này. Tức là các bác cắm từ TV thông minh xuống đây và các bác có thể kết nối Bluetooth thẳng từ điện thoại ra đây luôn. Như vậy là một cái việc dùng nó rất là tiện. Rồi ấn cái nút này để chuyển giữa các đường input. Ở mặt sau thì chúng ta có đường line này, jack 3.5 ly, có đường quang, để sẽ cắm TV vào đây. Có thể hát thẳng từ YouTube, chơi trên TV thông minh rồi qua đường optical ở đây luôn. Ở bên trong này họ trang bị một cái giải mã của hãng Cirrus Logic thì sẽ làm cho cái tín hiệu đấy trở nên hay hơn, nhạc nền hay hơn. Phần output thì chúng ta sẽ cắm left right. Đây là cái dây bông sen chúng ta sẽ cắm ra loa. Đấy, và hỗ trợ thêm cả đường subwoofer. Rồi, micro ở đây chúng ta có thể kết nối được đến là hai bộ micro liền. Còn đây là cái nguồn cấp điện của nó thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần dây USB thôi. Tức là chúng ta có thể hoàn toàn dùng cái pin sạc dự phòng để nuôi cái điện cho cái mixer này cũng được. Công nhận là 1.900.000 mà rất là nhiều chức năng luôn. Thế cái giải pháp micro là gì? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái micro này. Đây là một cái micro không dây có tên là Amber Z1. Thì chúng ta sẽ cắm vào cái đường micro này. Đây, cắm vào này là xong rồi. Và một cái bộ này nó cho phép chúng ta kết nối hai micro. Tức là nếu dùng hai cái bộ micro này có thể lên tới là 4 micro liền. Thì bây giờ khi kết nối vào như này thì chúng ta sẽ có hai cái mic không dây. Đấy, cái hay của cái mic không dây này là chúng ta lại có thể chỉnh được cả bass, treble và vang ở trên cái bộ micro này. Thế rất là tiện, sau đó lại chỉnh cả vang ở đây nữa. Cho nên là chúng ta sẽ không lo là bị thiếu cái phần vang mà chúng ta có thể hiệu chỉnh được theo ý của mình, làm sao để cho hát hay. Thì đấy là những gì Hải Sơn muốn giới thiệu đến cho các bác. Còn về giá thì chúng ta sẽ có cái loa Tannoy Monitor Gold 8 sẽ có mức giá tham khảo là 19.800.000 đồng. Bộ Sumiko Mark 3, đây là cái bộ mixer này, sẽ có mức giá là 1.900.000. Còn bộ micro không dây Amber Z1 thì có giá là 1.800.000. Vậy bây giờ xin mời các bác đến với phần trải nghiệm ca hát từ cái hệ thống này. Chút quá mau nụ cười trao nhau lại thêm lo âu. Rồi
thì em đâu vui chi. Giờ thì mình đang suy nghĩ, anh biết rồi ngày lại đến, ngày lặng lẽ đôi bên. Anh biết tình mình đã hết và anh sẽ.